Theo thông báo của Campuchia, nước chủ nhà SEA Games 32, tại hội nghị truyền thông lần thứ hai vừa diễn ra thì hiện có 4 quốc gia đã sở hữu bản quyền truyền hình, gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp trở ngại lớn khi Thái Lan từ chối mua vì cho rằng giá quá cao. SEA Games 32 là lần đầu tiên bản quyền truyền hình được chào bán. Theo lời ông Venu Ganesh Ramadas, đại diện ban bản quyền và sản xuất thuộc ban tổ chức SEA Games 32, việc thu phí bản quyền truyền hình giúp giảm gánh nặng chi phí tổ chức sự kiện cho quốc gia đăng cai, đồng thời tăng doanh thu và phát triển về mặt thương mại. Theo truyền thông Thái Lan, mức giá phía ban tổ chức SEA Games 32 đưa ra là 800.000 đô la Mỹ, tức gần 80 lần so với số tiền mà Thái Lan chi ra cho SEA Games 31 khi Việt Nam đăng cai hồi năm ngoái. Cơ quan thể thao Thái Lan tin rằng con số này không phù hợp với một đại hội cấp khu vực như SEA Games. Trong khi đó, ông Watt Chamroen, Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games 32 khẳng định, Campuchia không phải là bên ấn định mức giá này, nó phụ thuộc vào thương lượng và giá trị thị trường và họ luôn tuân theo các tiêu chuẩn của SEA Games. Phương tiện truyền thông và các quốc gia có giá trị thị trường lớn hơn sẽ trả giá cao hơn là điều bình thường. Do đó, Thái Lan trả đắt hơn tất cả các quốc gia ASEAN khác. Phản ứng từ phía Thái Lan rất đáng lưu tâm. Thái Lan có thị trường truyền hình trả tiền phát triển, nhưng nền thể thao nước này cũng ở đẳng cấp cao. Chưa chắc người hâm mộ của họ đã có nhu cầu lớn xem thi đấu tại SEA Games. Lượng người xem SEA Games hạn chế, trả giá cao quá thì kinh doanh sẽ lỗ. Điều này sẽ làm méo mó việc hình thành thị trường bản quyền, không thuận theo cơ chế thị trường. Và nói cho cùng, SEA Games vẫn đang gánh vai trò lan tỏa một Đông Nam Á đa dạng mà thống nhất. Ngày 19 tháng 3 liên quan đến vụ tàu cá mang 10 thiết bị giám sát hành trình có tính gian lận quy định đánh bắt trên biển, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đã đề nghị các cơ quan liên quan buộc chủ tàu liên hệ với thuyền trưởng đưa tàu cá vào bờ trong vòng 10 ngày kể từ ngày 15 tháng 3 để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, lúc 3 giờ ngày 15 tháng 3, đội thanh tra chuyên ngành thủy sản Sông Đốc thuộc Chi cục Thủy sản Cà Mau phát hiện tàu câu mực do Trần Phước Nghiệm, ngụ khóm 2 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, có dấu hiệu khả nghi. Tiến hành kiểm tra, lực lượng phát hiện trên tàu cá đang mang 10 thiết bị giám sát hành trình, giúp các tàu khác có hành vi gian dối quy định đánh bắt trên biển. Kết quả làm việc bước đầu có 7 thiết bị đã được lắp cho tàu cá tỉnh Cà Mau và 3 thiết bị đã được lắp trên tàu cá tỉnh Kiên Giang. Tối ngày 18 tháng 3, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vừa cử tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, cùng dược sĩ Nguyễn Trọng Lộc, khoa dược, trực tiếp mang 5 lọ thuốc giải độc còn lại của Bệnh viện Chợ Rẫy ra Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum. Tại đây, ekip của Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều tra dịch tễ và đánh giá có 3 chùm ca bệnh, khoảng 10 người, có khả năng bị ngộ độc botulinum cao. Nguyên nhân là ăn cá chép muối ủ chua. Trước đó, ngày 5 tháng 3, sau khi ăn, các trường hợp này đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói mệt và yếu dần tay chân. Các bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Sau 3 ngày điều trị, do diễn tiến quá nặng, đã có một phụ nữ 40 tuổi tử vong, hiện 4 người còn lại đã tạm ổn. Theo các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, cá chép muối ủ chua là loại thức ăn được bỏ vào hộp thủy tinh đóng kín sau 2 đến 3 tuần mới lấy ra sử dụng, đã tạo điều kiện yếm khí cho vi khuẩn Clostridium Botulinum phát triển. Ngày 18 tháng 3, trường Trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã họp hội đồng kỷ luật nhóm học sinh tham gia dùng mũ bảo hiểm, đánh hội đồng một bạn nữ cùng trường tên Dê, 14 tuổi, học sinh lớp 8, quay clip đăng lên mạng xã hội. Tại cuộc họp, phụ huynh các học sinh và 9 em học sinh tham gia đánh bạn đã nhận lỗi với em Dê và gia đình em. Các em học sinh cũng đã hòa giải, làm lành với nhau. Phụ huynh các em tham gia đánh bạn đã đến thăm hỏi, động viên em Dê, đồng thời cũng cam kết giáo dục các em để không xảy ra trường hợp tương tự. Sau khi xem xét, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất kỷ luật 9 học sinh tham gia đánh bạn trên bằng hình thức đình chỉ học tập 2 tuần. Thời gian kỷ luật kể từ ngày 20 tháng 3 và hạ hạnh kiểm loại yếu tháng 3 và tháng 4. Đối với em nữ ngoài trường, người tham gia đánh em Dê khiến dư luận bức xúc. Công an huyện Tam Bình đang tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Bắt đầu từ mùa giải 2023, câu lạc bộ Thái Sơn Nam của Futsal Việt Nam chính thức mang tên gọi mới Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban lãnh đạo Thái Sơn Nam, sự thay đổi này để tăng tính địa phương và tinh thần màu cờ sắc áo, gắn liền với hình ảnh thành phố mang tên Bác cho câu lạc bộ. Thái Sơn Nam thành lập vào năm 2001, là thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh và là đội futsal duy nhất ở Việt Nam có nhà thi đấu riêng đặt tại quận 8. Thái Sơn Nam là một trong những câu lạc bộ chuyên nghiệp hàng đầu ở thể thao thành phố Hồ Chí Minh với 11 danh hiệu vô địch quốc gia, 4 chức vô địch cúp quốc gia, đóng góp nhiều cầu thủ cho futsal thành phố Hồ Chí Minh tranh tài ở các kỳ đại hội thể thao toàn quốc. Trên trường quốc tế, đội futsal của Bầu Tú từng đoạt ngôi Á quân cúp futsal các câu lạc bộ châu Á vào năm 2018 và 3 lần đoạt huy chương đồng năm 2015, 2017 và 2019 ở cùng giải đấu. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuad Oktay vừa công bố với báo chí vào ngày 18 tháng 3 thống kê cập nhật số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng hồi tháng 2 đã tăng lên gần 49.600 người, trong đó có hơn 6.800 người nước ngoài. Trận động đất có độ lớn 7,8 đã làm rung chuyển tỉnh Karaman Maras, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm ngày 6 tháng 2, kéo theo hàng trăm dư chấn đã được ghi nhận ở 11 tỉnh cũng như nhiều quốc gia láng giềng. Riêng tại Syria đã ghi nhận hơn 6.000 người thiệt mạng. Đây là đợt thiên tai nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong một thập niên qua. Trước đó, vào ngày 17 tháng 3, một báo cáo do Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy tổng thiệt hại do thảm họa này đã vượt quá 105 tỷ đô la Mỹ. Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này vào sáng ngày 19 tháng 3. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết tên lửa được Triều Tiên phóng đi từ khu vực Tongchangri ở tỉnh Bắc Pyongan vào lúc 11 giờ 5 phút theo giờ địa phương. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho rằng vật thể Triều Tiên vừa phóng khả năng là một tên lửa đạn đạo. Đài NHK dẫn một số nguồn tin cho biết tên lửa của Triều Tiên dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc có cuộc gặp cấp cao tại Tokyo, trong đó nhất trí tăng cường hợp tác an ninh chặt chẽ hơn để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng.